Xin chào anh chị, em tên là Long, hiện tại là em đang theo học tại trường Đại học Anh Quốc BOV và em đang sống tại Bát Tràng. Trước đây là em có bị răng vẩu và bị hô ở phần hàm trên, cho nên là em cảm thấy thiếu tự tin, cho nên là em đã quyết định đến bác sĩ Trung Long Biên để niềng răng. Và sau một thời gian niềng răng ở đây và em cảm thấy rất hài lòng. Trong quá trình 2 năm đến đây thì em cảm thấy rất là hài lòng với dịch vụ ở đây. Trong quá trình điều trị ở đây thì em cảm thấy dịch vụ của bên bác sĩ Trung Long Biên rất là tốt. Mọi người ở đây rất là nhiệt tình. Em luôn luôn nhận được những lời nhắc của chị là lễ tân mỗi khi đến đến hẹn. Trong quá trình đầu tiên khi em niềng răng là em gặp rất nhiều khó khăn khi vệ sinh răng miệng. Vì bàn chải ấy, đánh răng thường thì rất là khó để làm sạch những cái chỗ ở trong niềng răng. Thời gian đầu thì em cảm thấy khá khó khăn tại vì nó không phải là đau mà răng nó cứ kiểu ê ẩm suốt trong một thời gian dài ạ. Khi được tháo niềng thì em cảm thấy rất là hạnh phúc tại vì cuối cùng đã được bỏ cái gông trong vòng 2 năm. Với những bạn chưa tự tin khi niềng răng thì cứ tự tin lên tại vì niềng răng nó không phải là cái gì đó quá khó khăn tại vì để có được một bộ răng đẹp thì mình phải trải qua một chút khó khăn. Sau thời gian điều trị ở đây thì em muốn và nhận lại được thành quả tốt như này thì em muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ đội ngũ nhân viên của bác sĩ Trung Long Biên và